Tại lễ phát động, đoàn viên thanh niên tham gia diễn đàn An toàn giao thông, hành động của thanh niên, hội thi thực hành kỹ năng sơ cấp cứu về an toàn giao thông, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông. Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải trao 30 triệu đồng tặng thành đoàn Đà Nẵng làm công trình thanh niên thắp sáng đường quê, tặng quà hai gia đình nạn nhân tai nạn giao thông ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông. Theo đó, các bạn trẻ cần ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông, nhường chỗ ngồi cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em trên các phương tiện giao thông công cộng, không tham gia đua xe trái phép và không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia. Khi mà tham gia giao thông thì cái việc nhận thức được cái trách nhiệm, tuân thủ pháp luật an toàn giao thông là rất quan trọng. Đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh niên, bản thân việc tham gia các bạn sẽ đảm bảo sự an toàn cho chính các bạn. Bên cạnh đó, các bạn chúng chính là tấm gương. Vì vậy mà việc các bạn thực hiện cái văn hóa giao thông, đảm bảo cái thượng tôn pháp luật tham gia an toàn giao thông chính là việc tạo nền tảng cho thế hệ tương lai của Việt Nam sẽ có được một cái sự nâng cao được cái nhận thức.